Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khách sạn Mirama, đi hẳn vào trong phòng, cái hành lang tầng 11 mà chúng tôi đang ở. Đã di chuyển đến phòng 1130. Đó, 1130. Cùng khám phá xem bên trong cái phòng này nó có cái gì. Mở được cái chìa phòng này thì chúng tôi cần được cái thẻ. Rồi, cái thẻ phòng đây, Myanmar đây, ta cho vào đây. Đó, nó sáng cái nó mở cửa là. Đó. Xin chào anh. Đây, anh Linh cùng phòng với tôi. Đó, bên trong phòng thì đây là phòng thiết kế cho cái ba giường để ba người ở. Nếu mà trong đoàn mà lẻ nam hoặc lẻ nữ thì chúng ta sẽ có cái phòng kiểu như thế này. Đó, đây thì có trà nước cà phê miễn phí, nhưng mà nước thì chúng tôi đã sử dụng rồi. Đó, có siêu đun nước, có wifi cũng khá là mạnh. Đó, ổ cắm ở đây thì có một cái ổ cắm quốc tế, còn lại thì có ổ cắm ba chấu vuông. Đó, ba chấu vuông nằm đây này, cho nên là phải sử dụng đấy mới được. Đó, ba chấu vuông như này, đây là ổ cắm ba chấu vuông, nên là phải có ba chấu vuông thì mới sử dụng được. Khách sạn của tôi thì cũng có view, cũng không được đẹp lắm thôi, nhưng mà cũng nhiều phòng cũng có view khá ok. Khách sạn này thì có ăn ở tầng 1, có bể bơi ở tầng 4 và phòng gym thì cũng ở tầng 4 luôn. Đó. Bể bơi, phòng gym tầng 4. Sau đây thì xin phép được giới thiệu về cái cách vào wifi ở khách sạn. Đây là cái bảng hướng dẫn cách vào wifi ở khách sạn. Đó, đây. Bằng tiếng Anh, bằng tiếng Trung, và đây là bằng tiếng Nhật. Thế thì sau đây thì chúng ta sẽ thực hành xem là vào như thế nào. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào đây, tìm chỗ wifi. Chúng ta tích vào cái Miramar Hotel, Miramar Guest. Tích vào đây. Đó. Thế này tôi sẽ xin phép lặp vào lại. Đó, tích vào đây. Sau khi chờ một lúc thì cái này nó sẽ nhảy ra một ô cục ô ô mới. Chờ chút, nó nhảy ra một ô ô mới. Cái này hôm qua tôi vào rồi nên là hôm nay nó lại không vào được, nó nhớ luôn rồi, quên mạng cái gì. Vào lại đây. Quên mạng này. Chờ một chút xíu. Đây giờ lại cứ nhớ mạng, không thể nào cứ vào cái là vào mạng luôn này, không không qua cái bước gọi là. Giờ vào hành luôn hả? Muốn hướng dẫn vào wifi nhưng mà hôm qua mình vào mình nó cứ nhớ. Rồi, này chắc được rồi. Không được. Đó, thế thì vào wifi này thì cái dòng bên trên tí nữa ta có thể nhìn thấy là khi mà kết nối được vào rồi, nó chuyển cho mình sang một cái phần là để người ta nhập mật khẩu và họ mình. Bên trên sẽ là số phòng, bên dưới là họ của một trong hai người ở trong phòng. Đấy, nó nhập đấy xong thì mình sẽ vào được wifi. Cái phần này thì để khi nào tôi lần sau tới đây lần đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu lại cái này. Không, bây giờ hiện tại nó cứ đang tự động nó cập nhật, nên là không vào được cái chỗ đó. Anh có cái máy nào chưa 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 vào được wifi không? Không. Ok, vào được rồi. Wifi ở đây thì nói chung là cũng tương đối tốt. Nên ở khách sạn này thì cũng khá là tiện, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ngay bên 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 phía tay phải thì có cái cửa hàng tiện lợi ngay gần cây xăng này, thì có thể mua đồ được ở đây. Nếu mà muốn mua bia rượu thì phải mua trước 10:30. Thế còn nếu muốn đi ra khu chơi thể thao thì cũng ra khỏi khách sạn, rẽ tay phải đi khoảng một cây hơn một cây số thì tới rồi. Đó. Ở khách sạn này thì ăn sáng từ 6:30 tới là có thể xuống ăn sáng ở dưới tầng 1. Còn bể bơi
Có phòng gym ở tầng 4. Sáng nay anh bơi chưa? Sáng nay không, anh Tối nay sang Ino ta sẽ bơi sau vậy nhá. Phòng xung quanh khách sạn thì đó cũng tiện, có cửa hàng nhiều, mua sắm tốt, có thể tiện lợi. Còn trong phòng thì cũng nhìn chung là rất là ổn. Đó thì chúc anh chị ngày mới vui vẻ.